đi nè. À, ông Hoài Nam emoji à. Mình nghĩ là chưa xứng tầm với Tali. Tali phải tầm tốt một chút đánh với Hank. Mới gặp bé Tali đánh Hank. Mình ăn cơm, sorry mọi người là mình ăn cơm mình. Hôm nay bận quá, bận 3 mất rồi, thảm Mega Knight. Không có tanh. 3 mất hết tanh rồi, bây giờ bắt được gì đây. Vâng, dùng đàn kiến nhưng mà như thế này là lỗi rồi. Rồi xong. Ngoài nhà vẫn chưa có đủ trình để đánh được Vitali. Thả thôi lỗi quá. Họ nhìn là biết đã đánh Ram là sẽ biết cũng 3 mất rồi. Vì vậy là những bài này rất là dễ cho Tali. Bây giờ là bình thì nó làm sao ăn được. Không có cửa nào luôn. Thành như tao đi giàu nhưng mà vẫn muốn ăn hết các đảo giải mà. Vì vậy là trở lại ăn dày ăn cái đất. Paraguay, hola, welcome. Với lại ba mất deck này bị counter chặt quá. Ba mất phải là ăn được ngay từ trụ đầu cơ thì mới không bị counter. Thì nếu mà bị ba mất mất trụ đầu như này, ba mất khó ăn. Với thứ hai là lợi thế về Elim chẳng có luôn. Bị Fireball này, Fireball bên trái này. Rồi xong. Bên phải còn một Mega Knight nữa xong. Đấy chuyện. Đi làm nhưng mà bác bảo tôi stream nốt đi, còn tí nữa làm sao. Rồi 10 giờ đi làm cũng không muộn. Thật ra mình cũng không muộn, mình chỉ muốn nghỉ tí thôi nhưng mà thôi. Cố gắng, hôm nay hơi mệt. Hôm nay hơi mệt vì vậy là cứ stream. Không định stream đâu, mình mệt quá. Mọi người không đánh à? Trực tiếp được mấy phút à? Đây mới là trận thứ hai và Tali đã ăn rồi. Lại lên top 2 rồi, lên top 1 rồi. Chúng ta sẽ xem là mình sẽ ủng hộ cho Hero rồi ông Tali đứng top 4 rồi. Hôm nay là ông nào ta? Hà Nội Computer à? Ông nào lại mang Banky với lại đấy vào đây. Zetla, Hawk. Đánh Hawk mà có cả Zetla với Lightning. Chậm quá. Hawk lại phải xoay nhanh. Tali mang một cái deck khá là an toàn bởi vì là nó công thủ toàn diện. Vì vậy là muốn thắng cái deck này có Becca, thứ hai là có phải có đàn phải có một cái Tornado. Để có thể counter được con Mega Knight với lại con Balloon thì họ không thể vào cự được. Nhưng hình như hôm nay không đánh. Ra gần hôm nay không đánh. Ông xem ông thứ nhất đi anh. Ok, đợi chút. Chẳng mất được Kali ha. Rồi ôi. Lightning kiểu gì vậy? Thua. Lightning như vậy thua. Rồi ôi. Ai xin bảy đi em. Và một viên đến từ con bạn luôn. Ngư thua xong. Ông ạ. Ông này chưa nhiều kỹ năng để có thể đánh với Tali. Tại vì là deck của Tali là deck. Nếu mà mọi người cứ xem stream của mình rất là nhiều á, các bạn có thể hình dung được deck Tali là như nào. I'm fine. And you. Hi brother. Mình nghĩ là phải Tali lại mang cái deck này để đánh suốt trận này. Vâng, anh lên top 1 rồi.
ta lấy đánh cái lại đánh này. Phải dùng miner chặn à? Phải dùng miner chặn nó không ổn rồi. Nhưng mà hãy liệu cẩn thận đi mà họ còn có balloon. Biết ngay mà khi mà họ đã thay balloon rồi. Đấy, có đồng balloon nằm ra rồi, nó xuất ngay. Rồi, con David nằm xuống đi, rồi con David. Rồi, push đi, push đi, push đi. Push đi. Trong giờ một bọn do mới có thể hạ vùi dập Talin à? Đúng rồi, rất là thông minh khi mình chặn cái whip của mình. Alo? Follow được cho em á? Thế thì anh nhờ ai lâu rồi anh ta? Tại vì em 10 giờ mới lên à? Rồi, anh xem có ai không? Không, tại vì là 10 giờ em đi á, phải mấy người hơn 10 rưỡi mới lên à? Nó có hoảng không? Khi mà anh mấy giờ về? Anh đang đi về nữa. Thôi rồi, để tí nữa em gọi cho Hoàng nữa. Có em có rồi, em có rồi. Nói cho em. Hello. Ok, Santali đánh với Duy rồi. Hai thanh niên đánh. Rồi, kia kia. Mình cũng chơi Miner rồi, ra Miner rồi, xong xong rồi, xong rồi. Đàn gang sẽ bị chết bởi cái giáp vừa ra rồi, giáp vừa ra rồi. Ui, nằm xuống đi bạn luôn. Rồi, xong rồi. Mình béo bị lừa rồi. Thả ba mất xin này sẽ bị chết bởi cái con ma kia rồi, con mình gần ai rồi, họ ra xoay được mình gần ai rồi. Mình béo sắp mặt rồi. Tại sao mình béo lại không biết được cái deck này nhỉ? Sao con Golem Messi sớm vậy? Có phải luôn kìa. Như thế này thì không đặt bình được. Một cái giáp. Rồi xong. Đàn rồi ra rồi, lấy cái gì đắt đây? Rồi tất tay rồi, tất tay rồi. Open gun, cũng chịu. Tắt tay thôi, tắt tay thôi. Phải dùng mine ở bên kia, tắt tay thôi. Béo không chặn được. Béo. Bắn ra Mega Knight bên phải, bên trái, bên trái. Úi ruột. Rồi. Nhưng mà sẽ có một cái giáp, sẽ có một cái giáp. Thôi xong, đàn ruột chết luôn. Úi rồi ôi. Rất chuẩn bài. Mega Knight ra chưa? Ui rồi Mega Knight chặn rồi. Phải gì? Có một deck có thể ăn được cái deck của Tali, đó là cái deck Thì chắc hoặc là Ignitioner. Không có hàng hải, không có Legend thì không biết. Mỗi tour lấy 5 người. Mỗi tour lấy 5 người ha. Thank you.
3 ngày đánh 21, 22, 3. Mày rất cẩn thận, trong tâm tiếp theo. Miner dùng Miner đã cao đấy, nhưng mà Miner là cơ cao. Mày nghĩ Miner có thể đập thấp hơn, nhưng mà như thế này thủ lên gì đây? Ui giời ơi, thủ như thế này thì chết rồi. Bao giờ kịp mà? Bao giờ kịp mà? Ui, đấy, chả còn cái gì để đép con balloon. Chán ghê. Không mỗi con Nightwish với lại con Mega thì thả vớ vẩn quá. Khoảng cách còn quá cao rồi. Gangster, cố lên em. Đây cũng là một đối thủ đây. Gangster mình tự hào đấy. Rồi ăn rồi, đúng rồi, mình đã bảo rồi, hiếp giáp có thể ăn được mà. Hiếp giáp ăn được xong rồi thử giữ lại cái giết con equip đi. Mình Mega Knight nó cạn hết cái đống kia rồi. Đắp được hộp điện, bắt được Mega Miner rồi. Bây giờ ta đi cũng rất khó có thể dùng đặt cái balloon. Tiếp tục là Yep Yep thôi. Tiếp tục là Yep Yep. Họ sẽ công 3 balloon bên kia tất tay. Nhưng mà nếu mà trận như thế này. Rồi đúng rồi, xoay nhanh lên, cố lên. Rồi. Hay lắm. Chỉ có Gangster mới có thể đủ tâm trung trình để có thể sức mạnh là có thể đép được Tali. Tuy nhiên với 523 máu là chưa đủ đâu, vì nó sẽ có hai fireball hoặc miner. Ôi củ như này à, bị bắt tay rồi. Rồi xong. Một bài quá là dở. Chắc họ sẽ combo fireball mà tại sao lại công như vậy thì quá chìm. Vâng, Yep Yep bây giờ có đủ hay công không? Tại vì nếu mà dồn quân như này thì thua luôn. Nếu mà bị dồn quân là sẽ thua. Cái deck của Angster là chỉ deck nhanh thôi, chứ còn deck để mà chậm thì không ăn được. Bây giờ là Miner 3 luôn, vâng, đặt Miner rất thông minh nhưng mà đánh, nhưng mà đánh lạc tướng bởi cái sức lân tần barrel rồi, hay lắm. Còn Mega đâu, Mega bị đánh lạc hướng bên kia rồi, thôi xong rồi. Không có một hit được Commander được. Rồi hay lắm, cố lên em. Hy vọng, cố lên. Nhưng mà thế này là không đủ, tại vì deck của Gunter là một deck chỉ ăn được một triệu thôi, ăn 2 triệu thì có. Hãy giữ lại con Mega, con Mai Mega support với lại con này sao ăn được rồi. Không ăn được con tên này thì sấp, không ăn được tên này thì sấp. Rồi balloon bên kia rồi, thôi xong rồi. Mày quá, vẫn không được, ăn lên, cố lên. Nguyễn Anh cố lên, cố. Tiếp tục cùng Yep Yep. Lộ bài không quan trọng, quan trọng là có ăn được hay không. Nhưng lộ bài mà không bắt được lộ bài là đây 30 bên máu nữa rồi. Cố lên cô. Anh biết mà đánh hay mà. Poison Yep Yep đi, một Poison mới Yep Yep thôi. Thủ làm cái gì? Thủ làm sao mà được? Phải 4 gom anh nữa. Thôi xong rồi bên kia, công đi ăn đi. Tất tay rồi. Anh biết là mày làm được mày anh. Rồi Gangster, Minh Béo, Tali, Vũ Nhẫn, Lang, Hero lộ diện 4 người rồi. Tiếp Tali vẫn phải đánh. Minh Béo đã lên rồi nhưng mà như thế này thì vẫn là chưa đủ để có thêm một cái huy hoàng. Anh em nhớ like clip ha.
Không biết là anh em đang làm cái quái gì, chả thấy comment, chả thấy đọc gì. Gần chết thì cũng gần chết, tuy nhiên thì deck của kia nó khó ăn, nó xoay nhanh. Deck của Balloon nó bị chạy theo cái vòng đánh của Nhíp Nháp. Chả thấy ai comment, tưởng anh em ngủ hết. Đó là Việt Anh là một thằng một người chơi cũng được. Không, đánh thoải mái mà. Ông nào mang chức năng đánh gì đánh được là được. Còn Barrel rồi. Rồi. Bên này Tali là một cái... đứng mạng à? Gì đấy, đứng mạng rồi. À đâu, chưa. Rồi, comment đây cho anh em nó vui. Với Huy Hoàng là một deck lockpick, còn với Tali là một cái deck... nó chỉ có một cái giáp thôi, vì vậy là anh không thể giáp được. Giáp nó cũng không chết được. Liệu rằng có giết Tali không? Rồi, tiếp theo là Inferno, rồi. Rồi, IC nhảy tưng bừng. Rồi, Goblin Gang đâu. Rồi, không cần. Đấy. Rồi, kê. Vâng, phải dùng Fireball lên cho Barrel. Một cái điều quá là gấm kỵ. Vâng, cái giáp cũng không chết được con... Zitali. Đấy, mình phải nói mà. Nhất giáp thì lại nó ăn được mà. Tại vì nó có một cái giáp thì mình nghĩ là cũng mà có những cái deck mà vừa có bet này, vừa có Barrel thì chắc là deck của Tali sẽ sắp mặt lận. Tuấn Duki cũng không thấy. Tuấn Duki cũng không thấy nè. Lúc nãy thấy mặt mà bây giờ không biết là có đánh không. Hay đợi ngày mai rồi. Không, lúc nãy xem list có mà. Rồi, Mega Knight này. Balloon bị lệch cho bên kia rồi. Rocket. Đúng rồi. Một cái preset bên kia em ơi. Bên kia bắt đi. Rồi. Đùa chứ, con preset rõ ràng nó thấy con kia, con Balloon nó vào trụ rồi, vẫn đứng nhìn. Có mà, nó lại có vào mà, nhưng mà không biết là ông có đánh hay không. Vâng, bây giờ là họ sẽ tồn, ta lên sẽ tồn quân thôi, nhưng mà được ăn cả ngập được không? Khi mà có một cái Inferno nó đặt ngay trước mặt này thì mình cũng có chìm. Rồi, Rocket. Ui, Balloon. Rồi, xong. Hết. IC nhảy. Ui, rồi, ôi. Đậu, spam. Thắng được Tali chắc tí đó là chụp ảnh rồi khoe lên kia đấy. Đỉnh lắm, mình béo đi. Vâng, mình béo ảnh. Rồi Tali không biết con giữ lại được top 3 này không, top 4 không. Bánh nó siêu diêu. Vẫn vã một cái deck chinh chiến. Vâng, bên đây cũng Balloon như ai, coi là lava rồi. Nếu mà ruồi như này lava rồi. Vâng, vẫn có một cái nổ đến từ cái Balloon. Vâng, lava rồi. Nhưng mà bên này vừa ra vẫn có đàn ruồi, nếu mà có đàn ruồi sẽ hay. Nếu có đàn ruồi sẽ hay, vùng Fireball à. Thôi xong. Đừng ra Fireball ở trong cơn này kìa. Chị. Đấy là dùng Fireball là tuyệt. Rồi xong. Vừa vào trận mà thấy như thế này thôi, chị chẳng muốn xem. Ok, run Hero Running for cái Trương Bảo Long tưởng ấm chỗ nhưng mà vẫn xuống. Rồi xong rồi, ok, và có thể là kết thúc rồi. Ok, I'll see you anh em nhé. 64 người à? Chưa. Nhiều đấy chứ. Chắc cú rồi. Top 1 là Tali, top 2 là... Top 1 Tali, top 2 Minh Béo, top 3 Dũng và top 4 là LK. Top 5 là Chai Thu Forget. Rồi, những người quá quen mặt. Nhớ subscribe để nó miễn phí.